Chuyên mục Nhịp cầu nhân ái của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, từ khi sinh ra, chị Cà Thị Pánh, bản Ban, xã Sam Mấn, huyện Điện Biên đã bị khuyết tật đặc biệt nặng. Không đầu hàng trước số phận, chị Pánh đã nỗ lực vươn lên và là chỗ dựa cho đứa cháu trai tội nghiệp. Chị Pánh bị khuyết tật đặc biệt nặng, chân tay teo tóp, việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Chồng chị Pánh cũng bị khuyết tật, do có cùng cảnh ngộ nên hai người đã quyết định về chung một nhà, dựa vào nhau để sống. Song hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, được vài năm thì chồng chị Pánh mất. Căn lều lụp sụp siêu vẹo, không đủ che nắng che mưa này là nơi sinh sống của người phụ nữ khốn khổ và khuyết tật. À giờ nhà cửa thì không có mà ở, rột nát. Nếu mà mưa xuống cứ chạy đến chỗ nhà anh em thôi, không ở được. Nếu mà không đi thì nó sẽ đổ vào đầu những cái gạch ấy. Anh em họ hàng thì ai cũng chết hết, hai đứa em thì cũng chết hết. Giờ chỉ một mình hai bác cháu ở với nhau thôi, không có ai hỗ trợ cái gì cho, không có ai làm cái nhà này cho ấy. Thế là phải mới ở nhà rột nát thế này. Thế nếu mà có anh có em làm cho thì cũng đỡ, nhưng mà lại bệnh tật nữa, không làm gì được. Thế vất vả lắm. Vài năm trước, tai họa đã ập đến. Em trai chị Pánh qua đời, em dâu bỏ biệt xứ đi lấy chồng. Đứa cháu trai duy nhất không nơi nương tựa. Nhà nghèo lại không có khả năng lao động, nhưng chị Pánh vẫn quyết tâm nỗ lực gồng gánh nuôi cháu ăn học. Hiện tất cả mọi chi phí sinh hoạt của hai bác cháu đều phụ thuộc hoàn toàn vào tiền trợ cấp xã hội hơn 400.000 một tháng và sự giúp đỡ phần nào của người em dâu sống gần đó. Tôi là em dâu của chị Pánh. Giờ tôi cũng thuộc dạng thuộc hộ nghèo, cận nghèo cũng rất là khó khăn. Tôi cũng chả giúp được chị Pánh. Riêng gia đình tôi cũng rất vất vả, khó khăn lắm. Chỉ là một mình còn nuôi chồng thì mất sớm, còn nuôi mẹ chồng với các cháu nữa. Riêng tôi giờ tôi chỉ mong muốn là nhà nước hỗ trợ cho chị Pánh được cái ngôi nhà. Bản thân bị khuyết tật đặc biệt nặng cộng với cuộc sống không may mắn. Trong hoàn cảnh đó, có người thì buông xuôi số phận, mặc cảm với mọi người xung quanh. Song chị Pánh đã gạt đi nước mắt, nỗ lực vươn lên. Bởi chị nghĩ được sống đã là rất hạnh phúc so với nhiều người rồi. Ước muốn lớn nhất của chị Pánh hiện nay chính là làm được một căn nhà nhỏ che nắng che mưa cho hai bác cháu và có điều kiện chăm sóc, nuôi cháu ăn học trưởng thành. Bà hộ bà Cà Thị Pánh ở đây là một trong những cái hộ mà rất là khó khăn, phải nói là khó khăn nhất nhì của xã Sa Mấn. Bản thân đối tượng thì là đối tượng bảo trợ xã hội. Thứ hai nữa là đối tượng cũng cao tuổi, hoàn cảnh gia đình cũng rất là khó khăn, thuộc diện là hộ nghèo của xã. Hiện tại thì gia đình cũng rất là khó khăn đi thì Ủy ban Nhân dân xã cũng đã có những cái định hướng là cái chương trình hỗ trợ cho các đối tượng gặp hoàn cảnh khó khăn. Như nhà chúng tôi vừa rồi chúng tôi cũng có cái chương trình là kêu gọi người ủng hộ cho cái chương trình nông thôn mới xóa nhà tạm. Từ cái nguồn vốn mà chúng tôi kêu gọi được đó thì cũng lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã thì cũng có cái hướng là sẽ hỗ trợ cho những cái đối tượng mà gặp hoàn cảnh khó khăn giống như bà Cà Thị Pánh. Năm trước, các chương trình dự án cũng đã hỗ trợ một phần kinh phí để chị Pánh làm nhà. Song do hoàn cảnh quá nghèo, không có thêm nguồn lực đối ứng nên đành chịu. Ước mơ bình dị đó, nhưng dường như quá xa vời đối với chị Pánh. Nếu không có sự quan tâm giúp đỡ nhiều hơn nữa của các tổ chức, nhà hảo tâm và cộng đồng xã hội, thì mong muốn của chị Pánh sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ chị Cà Thị Pánh, bản Ban, xã Sam Mấn, huyện Điện Biên hoặc chuyên mục Nhịp cầu nhân ái, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Điện Biên, số tài khoản 36100031061, chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển tỉnh Điện Biên. Chuyên mục Nhịp cầu nhân ái của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.